Shop quyền DZFF.vn là shop chính thức của mình. Anh em nào có nhu cầu mua Amplify hoặc thử vận máy vòng quay kim cương giải ra thì hãy nhớ đến shop của mình nha. M249X, ông vua đục keo và phá giáp trong rank sinh tồn. Khi tôi sử dụng khẩu M249 vào leo rank và cái kết, nó đục keo như máy cắt cỏ luôn. Clip có bình luận và phân tích, anh em hãy cùng mình xem hết video nhé. Ok, xin chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em đã đến với kênh của Quyền DZ. Thì clip ngày hôm nay mình sử dụng khẩu M249 để vào leo rank sinh tồn nha anh em. Thì hôm nay mình vừa tiếp tục tạo cho anh em một cái mini game cho anh em chơi nha. Câu hỏi như sau, đó là anh em hãy nêu ra chức năng đặc biệt của cái khẩu súng này. Đấy, anh em hãy comment đáp án đúng nhất của anh em vào bên dưới và kèm ID thì mình sẽ chọn ra một bạn trả lời đúng nhất và nhanh tay nhất để trao cho bạn ấy 1000 kim cương. Yêu cầu của luật chơi đó là chúng ta chỉ cần like và đăng ký kênh và nhớ xem hết video nhá. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào clip thôi anh em ơi. Ok anh em ơi, thì hiện tại mình đã có mặt tại map đảo Thế Kỷ rồi anh em nha. Thì ở phía trên đầu của mình có một team bay theo, ta xuống ta nhặt đồ, ta chơi khô máu với nó luôn anh em ơi. Ở trường hợp này thì thằng này vừa xuống chắc chắn nó chưa có giáp, thì ta tận dụng cơ hội này ta khử luôn anh em ơi. Sau khi hạ được tên này thì đúng đồ phía bên kia bị bắn gãy, ta nhanh chóng đẩy qua chặn đầu tụi nó lại. Lia team này xong thì bọn dân ở phía sau lưng mình có thêm tiếng chân nữa, ta nhanh chóng đẩy qua truy sát luôn anh em ơi. Ok, thì sau khi hạ được tên này thì mình sẽ di chuyển về khu điện trang để đi tìm những cái hòm thỉnh, vì trong hòm thỉnh còn M249 anh em nha. Trong lúc đang bắn tên này thì đồng đội của nó từ đâu nhảy ra bắn mình, và cái kết anh em xem mình xử lý nha. Nóc tên này và tên thứ hai đây đã bảo thủ, ta nhanh chóng hồi máu và đẩy qua chơi khô máu với nó luôn. Tên thứ hai nóc và sau lưng vẫn còn một thằng nữa đẩy ra, và kỳ kết mình đã bài trận dưới tay nó, và trận đấu bây giờ mới bắt đầu anh em nha. Rồi ok, thì sau khi mình được hồi sinh thì mình sẽ bay về hòm thần này, và chữa cái hòm thần này có 12-49 luôn anh em nha. Và bây giờ trận đấu xin phép được bắt đầu. Trường hợp này thì đồng đội của mình gầy hết và bó này cũng rất là đau rồi. Ta sử dụng chiếc xe này để ra cướp xu và sau đó di chuyển vào bó để cứu đồng đội. Thì ở trường hợp này thì mình nhặt được 600 xu, thì ta nhanh chóng di chuyển về máy bắn hàng thỉnh để ta cứu được thêm một người nữa.
thằng này nó cầm chim gõ kiểu nó bằng mình headshot thì mình chịu thôi anh em ơi. Thì để không giãn đoạn video thì mình sẽ chuyển qua tầng 2 luôn anh em nha. Rồi thì ở trường hợp này thì có một team bay theo, tận dụng cơ hội nó vừa xuống thì ta đẩy xuống ta tiêu diệt nó luôn anh em ơi. Sau khi bắn nó tên này thì hai tên còn lại bỏ chạy, ta nhanh chóng rượt xéo và ta clear nó luôn anh em ơi. Thì sau khi thằng lên nóc thì đồng đội của nó kéo đến bảo thủ, tụi nó lần lượt bằng team bên gáy, ta nhanh chóng di chuyển đẩy lên hỗ trợ đồng đội và cái kết xem tí nữa là vỡ mồm luôn anh em ơi. Tên thứ hai nóc và tên thứ ba đẩy lên bảo thủ và cái kết là mình lùm luôn cả hai luôn anh em ơi. Rồi sau khi hạ được tên này thì con thằng cuối bỏ chạy, ta di chuyển về khu điện trang để tìm cả cái hòm thần rồi nhặt M249 anh em ơi. Accepted.
Ok thì clip cũng dừng tại đây luôn anh em nha. Nếu anh em thấy ấy thì anh em nhớ like và đăng ký kênh giúp mình với nha. Chào tạm biệt anh em.